ăn cháo này không ba? Có. Này là cháo thịt bằm nè, thấy không? Ê, thịt bò, bò bằm, cà rốt, củ cải. Quên cà rốt, bí đỏ, rồi trứng gà. Con nó trứng rồi. Đúng rồi, con nó trứng rồi. Mà nhưng mà ngon không? Ồ, ăn bí đỏ luôn kìa. Ăn cà rốt là được cái gì? Không biết. Sáng mát. Ăn bí đỏ là cái gì? Không biết. Cho nó mát. Hai tô hoành tráng luôn. Nhưng ai đủ kẹp tô em? Tô ăn chắc ngon hơn quá. Thế ăn có khí thế luôn. Ngon luôn đúng không? Đó, vậy là tăng động đó. Vậy nữa. Bình thường múc từ từ ăn thưởng thức thôi chứ hừ là cái gì. Rồi chiều nay ăn cơm hay ăn cháo? Ăn cháo. Ăn cháo nữa hả? Trời ơi, mùa này ăn cháo lên ngôi hả? Qua cháo thịt heo, nay cháo thịt bò. Cháo lên ngôi. Rồi Hoàng Thượng ăn lẹ đi Hoàng Thượng. Rồi bye bye mọi người đi. Bye bye mọi người.